Drone bìa cứng do Úc đang sản xuất đã xuất hiện trong đàn drone tấn công cảm tử một căn cứ không quân Nga trong bối cảnh quân đội Ukraine đẩy mạnh các chiến dịch trên lãnh thổ quốc gia láng giềng. Ukraine tuyên bố đã phá hủy 5 tiêm kích Nga trong một vụ tấn công bằng drone cảm tử hồi cuối tuần qua ở sân bay căn cứ quốc của Nga, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 170 km. Kênh Fighter Bomber trên Telegram thuộc về một cựu phi công lái tiêm kích Nga cho rằng trong số đàn drone được triển khai vụ tấn công, có một dòng drone trọng lượng siêu nhẹ do công ty SYPAQ ở Melbourne sản xuất. Drone của SYPAQ làm từ bìa cứng phết sáp và cao su đã được xuất khẩu sang Ukraine theo gói viện trợ 33 triệu đô la Úc từ Úc được công bố hồi tháng 2. Vào thời điểm đó, chính quyền Kyiv cho hay số drone trên sẽ cung cấp năng lực thu thập tình báo, do thám và trinh sát trên chiến trường cho Ukraine. Tuy nhiên, nếu thông tin của Fighter Bomber là chính xác, có vẻ như thiết bị của công ty Úc đã được sử dụng cho mục đích tấn công. UAV bìa cứng của Úc giúp được gì cho Ukraine? Dòng drone của Úc có tải trọng tối đa 5 kg. Tờ The Sydney Morning Herald hôm nay, 30 tháng 8 dẫn lời đại sứ Ukraine tại Úc Vasyl Myrosnichenko khẳng định căn cứ Nga ở quốc là mục tiêu hợp pháp của quân đội Ukraine. Từ căn cứ này, Nga đã triển khai các chiến dịch quân sự và phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, ông Myrosnichenko cho biết. Tướng về hưu Mick Ryan của Úc cho hay nước này cung cấp thiết bị để Ukraine tăng cường năng lực phòng vệ và tùy theo chính quyền Kyiv quyết định sử dụng dòng drone cho mục đích nào. Theo tướng Ryan, Ukraine chỉ cần thực hiện một số điều chỉnh đơn giản là có thể cho phép drone mang theo chất nổ và trọng lượng nhẹ của drone, biến chúng trở thành vũ khí lợi hại, đủ sức len lỏi xuyên qua các hệ thống phòng không của Nga. Một nguồn tin của quân đội Ukraine tiết lộ với The Kyiv Post rằng đàn drone đã phá hủy 4 chiếc Su-30 và một chiếc MiG-29 tại căn cứ ở quốc, cũng như gây tổn thất cho hai bệ phóng tên lửa Pantsir và các radar của một hệ thống phòng không S-300 của quân đội Nga ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.